đợt rồi phải không? Để liên song với chị Thạch Lan Anh là chúng ta, sau chị Thạch Lan Anh chúng ta qua chương trình nhạc. Rồi còn cổ tiếp rồi tới thì cổ tiếp của Minh Hiền rồi anh Thành Nhân nhỉ? Chị Tố Lan. Dạ đẻ tiếp tục chương trình. Ái Linh trình bày ba lớp học tập chương trình bài vòng cổ lời chúc xuân xưa của Vọng Kim Lan 126 tác giả Phạm Văn Phú. Thank you.
Hải Liên rất là nhiều công nhận chị người Bắc, mà chị hát cải lương giọng rất là ngọt ngào. À, một điều đáng mừng mà ai hát cải lương thì anh em đây phải nói là một tổ ấm cải lương, mà có thấy tướng bà đặt ở đây là tổ